mà nói chuyện bình thường nhá, anh nói chuyện theo tần suất bình thường như anh đang nói này, giọng anh như là anh nói là gì? Không cần phải. Ôi, nếu kẹt hát là con em nó dậy luôn, chết. Anh cứ nói bình thường. Các bạn này nếu mà bạn nghe thấy, tức là ta đã bình thường. Anh chỉ bình thường. Chứ không có là nói nhỏ, khó thẻ xong đấy được nó quen. Thì có một mối man nó đi đâu cũng khổ, ngày khách vừa đến nhà chơi cũng khổ. Phải quen với tiếng động mạnh. Đúng rồi đấy, thằng cu như chị gái em đấy hơi quát một tí, quát to một tí, nói ai nói chuyện to thì là chàng ta cũng sợ đấy. Ờ đấy, sợ mà. Còn con kia mẹ hét ầm lên mà nó cũng không sợ đâu, nó vẫn thấy nó bình thường. Vì ông bà nhà bà nó to. Nó bình thường. Nó không sợ. Có chịu đây này, đang có chịu bụng đấy. Đi đến đấy nhìn không? Người nó khóc, nó sợ. Và ví dụ mình nói to như này, là nó bị tìm ngủ, thì mình chết. Nó không ngủ được thì đến lúc mà mình về mình không ngủ thì nó thức. Xong rồi lúc mà mình thức thì nó ngủ, thế thì mình làm sao bao giờ được của nó. Về nhà anh chỉ cần kiểm tra nếu mà bạn không đáy ỉa gì. Và bạn khóc, tự mím. Anh mà dỗ dỗ một lần là lần sau anh lại phải dỗ tiếp. Mẹ đã bảo là bế này không có hơn. Sao mà phải hơn, cho nó hơn. Đang có chịu con được lắm. Cho khóc luôn. Cứ kiểm tra cái tim này. Không có vấn đề gì, không sốt. Làm sao? Tức là anh vừa cho con ăn rồi. Các có những bạn đi ngâm nước khóc. Bởi vì sao? Đang dặn này. Đấy. Thế thì nếu mà anh bế một lần, đến lần thứ hai anh bế nữa là lần thứ ba, anh bắt buộc phải bế nó lúc nó khóc. Thế cho nên nó sẽ thành cái phản xạ quen luôn. Trẻ con là khôn lắm. Có những bạn tầm này đi massage này, về nhà hết thuê các cô massage được một tuần, đến khi cắm đủ rốn thôi không massage nữa, đến cái giờ đấy là nó o quẹ nó khóc. Đang dặn ị này. Dặn lại tay cô này. Thấy con ngã, hai vợ chồng cứ ngồi im. Mỗi đứa cầm cái điện thoại cứ bảo là chứ. Vấn đề là nó tự ngã chứ không phải là do con đâu hay là do cái gì đâu mà nó ngã, nó đau, nó chảy máu hay là nó làm sao. Cho con ăn sữa gì chị? Nó ngất ra đấy đi. Không chị, cái gì ạ? Sợ táo bón. Dễ lắm. Tại vì cái sữa nó nóng. Pha đúng cũng thức không? Bà pha hay chị pha? Đây là cái sinh hôm nay của bạn. Cái chậu của học sinh đá đấy. Ủa riêng rồi. Còn nhiệt độ bao nhiêu? 78. Chắc phải đổ sang sữa khác. Ăn uống tự giác, không ăn thôi, không ép. Bé bà bạn này cứ quăng ra một góc cho bố cho một quăng một góc. Và bạn đi học mẹ lại dậy. Bạn này xong rồi chắc nhìn là cái này vật lý trị liệu được mà. Thắng ơi, cho em mượn cái đấy thôi. Cầm nhiệt độ. Anh cho con suy nghĩ là mỗi đấy cần độ dậy lắm, có một điểm dạ. Không cần, nó cũng sợ quá. Anh cho con đi khám.
khám ở đấy, nếu mà tiêm chắc chắn là các bạn sẽ có khám trước tiêm đúng không? Tiêm dịch vụ thì sẽ có khám trước tiêm, nên cứ cho con đi khám. Nhưng mà cái này thì nhà mình nên cho con đi khám khi mà khám chuyên khoa, anh đừng khám cái kiểu đấy, bởi vì đi tiêm là nó khám tổng quát, nói là khám hơi hơi thì không phải, nhưng mà chỉ khám qua thôi. Ví dụ như xem bạn có sốt hay không này, họng biết có vấn đề gì hay không này, mũi có mũi không này, tai xem có đỏ hay không này, để xem có biểu hiện viêm nhiễm hay là sốt gì không thôi. Thì cái biểu hiện đấy thì các bạn sẽ không ngừng tiêm, nhưng mà để mà khám về chân này, về xương khớp thì không có. Anh cứ cho con đi khám chuyên khoa. Khi sau 10 ngày thì sao? Sau trong tháng đầu anh đi rồi.